Đang ráp cái mô hình nhà gần xong rồi mà đọc comment mấy bạn kêu khui cái mô hình này nhiều quá. Mấy cái này mình chỉ khui box lẻ thôi nha. Chứ cái nào cũng mua trọn bộ hết sao mà chịu nổi. Hai hộp đầu tiên mới nhìn là các bạn biết nó là một cái bánh mì rồi. Mình không biết bộ này tên gì mà cũng không biết của hãng nào luôn. Chỉ biết nhân vật chính của tụi mình á là mấy lát bánh mì sandwich á. Hai cái hộp bên ngoài cũng ngộ hơn những hãng khác. Có tổng cộng là 8 mẫu bình thường và 2 mẫu đặc biệt. Nhìn sơ sơ thì thấy thiết kế khá là thú vị. Mô tả những cái bước và nguyên liệu để làm nên một miếng bánh mì. Còn tên là Toast is Life nữa chứ. Khúc này chưa có kinh nghiệm cho nên mới khui ra mà mình đã lộ thẻ luôn rồi. Em đầu tiên mình khui được là một cái bánh mì đang đổi hai cái bánh mì nhỏ hơn. Còn cái viên nhựa to to này các bạn biết để làm gì không? Hình vẽ đẹp và mô hình thực tế cũng rất là đẹp nha, cầm nặng tay lắm. Một cái bánh mì sô-cô-la đang đổi một cái khay. Và bên trên là một cái bánh mì đen mini đang ôm bình sữa. Còn cái bánh mì vàng này chắc là bánh mì bơ quá. Khúc này là chưa có hiểu gì hết trơn á, thấy hơi vô tri thôi nha. Đến hộp thứ hai á thì mình sẽ khui trước mà không có nhìn thẻ để xem ra con nào. Lúc nãy á bích mấy em bias nhưng mà không có ra gì hết trơn. Rốt cuộc lại ra một mẫu và nhìn rất là khó hiểu. Sau một hồi đoán tới đoán lui thì mình đoán nó là một cái lò nướng, nhưng mà lại đi kèm với một cái bảng hiệu nữa nha, giống như tiệm bánh vậy đó. Và do mình nhìn thẻ của cái này nó tên là nhóm khí quyển nên có khi nào nó là chỉ quá trình bột nở ra không ta. Hộp này cũng có một cái cục nhựa nhỏ hơn, mục đích là để cân bằng lại độ nặng của các hộp Lightbox. Chưa khui thì các bạn không thể dựa vào độ nặng nhẹ để đoán được đâu. Rồi còn hai cái hộp này thì đem đi trồng cây nha. Tiếp theo là một bộ cũng rất là đặc biệt, tên là Monday Brox, có tổng cộng là 6 mẫu thường và một mẫu secret. Các bạn nhìn hình cũng thấy là mấy chú thỏ rất là uể oải trong văn phòng đúng không. Mẫu này chắc không ai dám mua để đem trưng trên bàn làm việc quá. Bù lại cái không may mắn lúc nãy á, thì bộ này mình khui được đúng em bìa luôn. Trong hộp có một chú thỏ đeo cà vạt nè. Và khá nhiều phụ kiện nha. Đầu tiên là một cái bàn đã bị vẽ bậy. Mà cái bàn làm việc này nhìn nó cũng chán gì đâu luôn á. Một màu xám xịt. Một cái ghế văn phòng quá nhỏ so với chú thỏ. Còn có thêm một cái điện thoại bàn nhớ hồi những năm 1990 quá. Chú thỏ cầm khá nặng tay và được phủ bên ngoài một lớp nhung màu trắng nhưng mà ửng ửng hồng dễ thương. Một tay thì cầm bút chì ngoệt ngoạc, còn một tay thì nghe điện thoại. Cầm điện thoại rất chuẩn nha, để ngay cái lỗ tai đàng hoàng. Và tư thế ngồi của chú thỏ này là nằm dài trên bàn luôn chứ không có ngồi nữa. Nhìn nè, thấy cái ngày thứ hai năng lượng chưa. Mà bộ này có một cái thú vị á, là những cái bàn này nếu mà mình mua trọn bộ thì nó có thể ráp lại được với nhau. Miếng trắng bên hông á, mình có thể đổi từ bên này qua bên kia. Có một cái nút để ráp hai cái bàn, mà nút còn được thiết kế như cái ổ điện, nhìn hay ha. Bộ này mà mua full thì cũng thú vị á. Tiếp theo thì là một cái hộp của hãng Hay Quan. Ban đầu khi mình nhìn bên ngoài á, thì thấy ủa sao bộ này nhiều quá vậy. Và khui ra thì mình mới biết đây không phải là con to mà nó dạng bóp pin. Hiện tại thì mình có tới 5-6 hộp bóp pin lận cho nên đóng lại để dành video sau sẽ khui toàn là bóp pin thôi. Và tiếp theo là Mr. Ba ha, nhìn cái hộp thấy rất là quen. Xem lại thì mới sực nhớ là mình đã từng khui một em như vậy rồi. Em này có tên là Tuesday nha. Đừng có hiểu lầm, bộ này là 7 em đại diện cho 7 ngày trong tuần. Bây giờ chỉ cần không khui trùng là may mắn rồi đó. Và may thiệt, mình khui được một em khác tên là Loafer on the Job on Thursday, tức là một kẻ biến làm đó. Series này có tên là Working Week, nhưng mà các bạn sẽ thấy cả 5 ngày trong tuần em không có làm gì hết trơn. Cho đến em Secret á, là chủ nhật có tên là 1000 a month. Mà buồn cười là có thể mấy em cấu trúc ở ngoài đời cũng đâu cần làm gì đâu. Mình sẽ khui tiếp 3 hộp cuối cùng nha, tên là Doodoo Plan. Hộp này á, thì có dạng là một cái hộp thiết như là lon sữa vậy đó. Cách khui cũng lạ nữa, trọn bộ cũng khá là nhiều con. Và em đầu tiên mình khui được rất là dễ nhận ra, đó là quả cà chua nha. Mà sao nhìn mặt em rất là hờn dỗi vậy ta. Mình không có rành hãng Doodoo cho nên là không có quen thuộc với những nhân vật này. Bộ Doodoo Plan này thì to hơn những em Poppin nhưng mà lại nhỏ hơn những em mô hình bình thường. Mình nghĩ nó đâu đó chừng 6-7cm thôi. Và mình đoán đúng nha, em đầu là Tomato. Đang háo hức để xem là loại rau củ quả nào tiếp theo. Thì lại khui được túi tiền và một em cây vàng. Đúng thiệt là cây vàng luôn nha. Cái thân như là cây cổ thụ á, còn xung quanh của em là những cái lá màu vàng và đồng xu. Nhưng mà tên khai sinh thì lại là Money Tree nha. Nhìn lại thì bộ này có rau, củ quả rồi có hoa nữa. Mảnh vườn này rất là đa dạng nha. Có rau củ, có cây tiền rồi thì tiếp theo là khui một cây hoa đi. Và đúng như mong đợi luôn, khui ra một cái chậu hoa chuông. Và em này cũng có cái mặt hờn dỗi phụng phịu luôn nha. Làm bằng nhựa hơi nhám nhưng mà phần hoa thì có vẻ trong suốt và bóng. Bộ này mà full á là tới 12 em và có 2 em secret nữa. Và khi đặt cạnh nhau á thì mình nghĩ là có thể đổi cái chậu cho nhau cũng được. Đó, thế là mình đổi em này qua cái chậu kia nhìn cũng hợp lý quá ha. Ngoài những lần khui trọn bộ đó thì lâu lâu mình cũng khui Lightbox linh tinh như thế này. Để xem em nào quá là thích á thì mua trọn bộ sau.